Chú chó hàng ngày đi chợ gánh rau, lý do phía sau khiến ai cũng nghẹn lòng. Mới đây, mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh của một chú chó sáng nào cũng chạy ra chợ để chở rau về cho chủ nhân. Lộ trình của cún cưng này chỉ có hai điểm là nhà và chợ. Mọi người đều thắc mắc rằng điều gì đã khiến cho anh bạn nhỏ này trở nên thuần thục và ngoan ngoãn như vậy. Và khi biết lý do đằng sau, ai nấy đều cảm thấy vừa ấm lòng vừa thương xót. Một cụ ông sống đơn độc cả cuộc đời. 4 năm trước, ông có nhận nuôi một mục đồng. Ông lão giải thích, con chó này rất giỏi, không những có thể làm vườn mà còn có thể thay tôi chăn trâu, thế nên tôi gọi nó là mục đồng. Bình thường mỗi sáng, họ đều dắt nhau đi chợ để mua đồ ăn, vì vậy cậu nhóc dần trở nên quen thuộc với đường xá và các tiểu thương. Mùa đông lạnh giá khắc nghiệt vừa qua đã khiến ông cụ lâm bệnh và không thể ra ngoài sinh hoạt như mọi khi. Do đó, mục đồng xung phong xách giỏ đến cửa hàng để mua đồ giúp cho ông chủ. Điều đặc biệt là cô cậu rất hiểu chuyện, đi đến nơi về đến chốn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, anh tài xế này rất đáng tin cậy khi chở những túi rau cực kỳ cẩn thận, chạy từ tốn về nhà mà không hề bị rớt hay vung vãi ra ngoài. Ngay cả khi gặp đồng bọn trèo chọc, mục đồng cũng giả điếc làm ngơ và chăm chỉ vận chuyển hàng hóa về nhà. Có nhiều bình luận đùa rằng, nếu thay thế đống rau kia bằng những miếng thịt thơm ngon, thì có khi mục đồng còn đánh lẻ một chút. Nhưng ông lão cho biết, từ khi nhận nuôi đến bây giờ, vật cưng nhà mình rất biết điều. Nó không kén chọn, ăn gì cũng được và đặc biệt chẳng bao giờ đánh vụng nếu không có sự cho phép của chủ nhân. Ông cụ còn chia sẻ, sự tồn tại của mục đồng làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Từ nhỏ đến bây giờ tôi luôn cô độc một mình, nhưng từ khi có nó cùng đồng hành, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Chỉ sợ sau này không còn tôi nữa thì ai sẽ chăm sóc cho anh bạn nhỏ này đây. Được biết, ông cụ sống tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.